Xin chào, bắt đầu quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe gọi là siêu phẩm full carbon Lotion Alpha. Đấy. Toàn bộ chiếc xe thì đều làm từ carbon hết. Thì trang bị bộ group rất là cao cấp, bộ group Ultega. Xe này trọng lượng siêu nhẹ. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Đấy, Lotion Alpha, chiếc xe full carbon, xe còn rất là mới, nước sơn nguyên bản, có cái tem của nhà sản xuất, các thông số của xe. Trang bị full group Ultegra rất là cao cấp của dòng xe đua. Đặt bạn. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Và chiếc xe này sẽ hợp cho các bác từ khoảng 1m6566 đến khoảng 75-76 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Ra 11 lít 2 tầng nữa. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá là 26,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe của em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.